Đây là một cuốn sách dễ thương vì những hình ảnh minh họa và sắc màu nhẹ nhàng. Chắc một số bạn cũng đã từng nghe qua trắc nghiệm tính cách MBTI đâu đó trên báo đài, qua môi trường công sở, buổi hội thảo nào đó hoặc là qua câu chuyện phím với bạn bè. MBTI là chữ viết tắt của Myers-Briggs Type Indicator, nghĩa là chỉ thị phân loại của Myers-Briggs. Mình quyết định mua cuốn sách này là vì màu sắc và hình ảnh của bìa sách ha. Mình là người lựa sách theo vẻ đẹp của bìa vì mình rất quý các tác phẩm của những bạn họa sĩ thiết kế vẽ bìa sách. Ngoài ra, để cái thể loại mà sách tâm lý thì cũng là nội dung mà mình thích tìm hiểu. Để dễ theo dõi cuốn sách này, mình sẽ có một số gợi ý có thể giúp cho mọi người tiếp thu nội dung thú vị từ cuốn sách hiệu quả hơn. Trước tiên là một số thông tin nền tảng của MBTI. Nó là một cái tổ hợp của 16 tính cách khác nhau. Thứ hai, nó được chia thành 4 nhóm: SJ, SP, NF và NT. Và thứ ba, mỗi nhóm sẽ có chi tiết 4 dạng tính cách khác nhau, được ghép từ 4 mẫu tự một cách có quy luật nha. Và tới đây thì nghe thấy rối rối rồi ha. Muốn khó qua bỏ qua rồi đúng không? Lúc mà mình đọc vài trang đầu, mình cũng tự suy nghĩ liệu mình có sai khi mà mua cuốn này không, vì mấy cái tự này có vẻ vô nghĩa với mình. Mình đã ưu tiên đọc cái loại tính cách chủ quan mà nói là giống nhất và nhớ nhất và bản thân mình cảm thấy tự hào nhất khi mà làm test. Đúng vậy, cách phù hợp để theo dõi kiến thức từ cuốn sách này là làm test trước. Mình xác định xem là cái nhóm tính cách của mình là gì trước đã. Thật ra thì mình đã làm test này 2 lần trước đây từ 1 tới 2 trang web miễn phí nào đó. Vì cái trang mà cung cấp test miễn phí á, cái trắc nghiệm á, thì đã được giản lược nội dung, nên là đôi khi kết quả nó sẽ dao động đôi chút. Cũng không phải bản thân là người đa nhân cách đâu nha. Nếu mà ra nhiều kết quả khác nhau, không nên làm test quá nhiều lần. Theo mình thì số lượng làm test có thể là 4 lần cụ thể như sau. Lần đầu tiên á, lần thứ nhất ha, mình có thể xáo trộn không nhất thiết là phải theo thứ tự đâu. Khi mà bản thân cảm thấy tràn ngập niềm tin vào chính mình. Lần thứ hai là khi mà mình cảm thấy hoài nghi, dường như là mình không thể hiểu thế giới này và tư tưởng của mình lại cũng thật là mông lung. Lần thứ ba là mình chán nản vì bản thân là mình cái này là mình không hẳn là mình mất niềm tin giống như là lần thứ hai nha, nhưng mà mình chỉ thấy là mình chưa làm được cái gì mà to tát hay ho, trong khi là những cái mối quan hệ xung quanh á, thì lại không có giúp gì được cho những cái ý tưởng lớn của mình thôi. Nó vẫn sẽ đỡ hơn cái số 2. Và lần thứ tư đó là mình cảm thấy chan hòa với mọi người và cảm thấy là mình học hỏi được nhiều điều thú vị từ những cái hành động nhỏ nhặt nhưng mà tinh tế. Các lần trắc nghiệm có thể không nên quá gần nhau. Có một điều thú vị với kết quả trắc nghiệm của mình là đâu đó trong tiềm thức mình có thể là ISTJ. Như một cá tính tận tâm, để tiểu tiết vì công việc cũ với 7 năm cống hiến, mình có thể đã thử thách bản thân với những cái công việc như tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn xử lý, lưu trữ, theo dõi số liệu, hệ thống, vẫn hoàn thành và cho ra kết quả được nhận định là tốt, dù bản thân không thật sự thích thú công việc đó. Với cái tính cách ISTJ, mình hẳn phải thuộc nhóm SJ, những người cảm nhận thế giới thông qua giác quan và sự phán đoán. Nhưng đến một thời khắc quyết định, mình đã bước ra khỏi chiếc lồng son đó và phát hiện ra mình thực chất lại thuộc nhóm NT. Đó là một sự kết hợp bất thường của trực giác và tư duy. Những người trong nhóm này thì có thể thể hiện năng lực một cách lạ thường của cả hai bán cầu luôn, vừa thông minh và lại vừa có trí tưởng tượng xuất sắc. Họ có phong cách ưa giữ cợt và không thích sống theo ý người khác. Trong nhóm NT thì lần lượt á, dường như là mình có một sự chuyển dịch nhẹ nhàng từ INTJ sang INTP rồi đến ENTP. Mình không có ý nói là ENTP là dạng thức cao hơn của INTJ, nhưng mình cảm thấy thú vị với cái xu hướng này. Theo như cuốn sách á, thì INTJ là loại hình tính cách độc lập nhất trong 16 nhóm tính cách và họ biết mình muốn gì. Tuy nhiên họ lại có xu hướng tự cô lập bản thân. Và đỉnh cao của việc này là dù có thể tự mình đạt được những cái điều mà mình mong ước, nhưng mà
Điều đáng buồn là họ sẽ như chú báo đốm ở núi Kilimanjaro một mình, đơn độc và đóng băng trên đỉnh núi tuyết. Một bước chuyển dịch là thay vì đơn thuần judging với thế mạnh quản lý và sắp xếp, mình có thể cân bằng với thái cực đó thông qua perceiving. Nghĩa là mình sẽ không làm gì đó rập khuôn theo kế hoạch đã định ra, mà mình vẫn ứng biến, ứng tác và feel with the beast với những tình huống bất ngờ xảy ra. Perceiving mang năng lực nhận thức và ứng biến cộng thêm tố chất N của intuition, trực giác mường tượng, liên tưởng và lường trước, có thể giúp mình ứng biến tốt với các sự việc mà nó có nguy cơ ha. Rồi, có thể thấy là hầu hết các kết quả trắc nghiệm của mình đều theo xu hướng introversion, nghĩa là nội tâm. Nhưng mà mình cũng có đôi chút manh nha của người extroversion, vì mình không cảm thấy khó khăn khi mà giao tiếp và kết nối với người lạ. Vì phần lớn kết quả test của mình cho thấy mình thuộc nhóm NT, nên mình kết luận mình thuần nhóm NT cho dễ hình dung và đọc sách tiếp hen. Như mình đã nói thì NT là sự kết hợp kỳ lạ giữa hai nhóm bán cầu, nên người thuộc nhóm này vừa có khả năng tưởng tượng mộng mơ, vừa có tư duy thực tế đầy lý trí. Có một sơ đồ phân nhóm theo tên gọi của từng nhóm, ví dụ như là Explorers, Sentinels, Diplomat và Analyst. Nhưng tụ chung thì cũng phân theo 4 nhóm như cuốn sách MBTI này đã đề cập: SB, NT, SJ và NF. Mình thuộc nhóm Analyst. Sau khi xác định xong thì mình cần biết thêm các mẫu tự khác để hiểu được ý nghĩa của từng loại tính cách được định danh. Có hai loại tính cách đối nghịch nhau hoàn toàn, đó là INTJ và ESFP. Như mọi người thấy ở đây, có hai cột. Và khi mà ghép nhóm tính cách thì với từng mỗi dòng nha, mỗi dòng RAR, thì mình có thể bóc mẫu tự hoặc là ở bên trái hoặc là bên phải thôi. Ví dụ như bạn đã là I thì bạn sẽ không là E. Có nghĩa là chỉ có I, S, F, J chứ không có I, E, S, F, J gì đó ha. Ok, không có I, E, F, J, không có cái đó ha. Nghĩa là hoặc là I hoặc là E, và hoặc là N hoặc là S, và hoặc là T hoặc là F, và cuối cùng hoặc là J hoặc là P. Và cái này thì bạn không cần phải tự bóc đâu. Khi mà làm test thì họ sẽ định danh sẵn mã tính cách này cho bạn luôn. Nhưng mà mình nói cái quy luật ghép chữ là vậy á. Cặp đôi introversion và extroversion thì mọi người cũng nghe quen rồi ha. Đây là hai nhóm hướng nội và hướng ngoại. Có một sai lầm trong một số cách nhận thức, nhận diện người hướng nội và hướng ngoại là qua khả năng quản giao của một ai đó. Nhưng mà thật ra người hướng nội cũng có khả năng giao tiếp thuyết trình và không e ngại đám đông đâu. Điểm khác biệt ở họ là cái cách mà nạp năng lượng, nạp hoặc là sạc thôi. Người hướng nội thì họ dễ bị cạn năng lượng khi mà tiếp xúc với quá nhiều người trong một khoảng thời gian dài, và không có cái thời gian, cái khoảng không riêng tư cho bản thân. Trong khi người hướng ngoại thì phải càng gặp nhiều người thì họ mới cảm thấy vui vẻ và phấn chấn, tràn ngập năng lượng. Tiếp theo là cặp đôi intuition và sensing. Nếu như nhóm N trực giác, thích bay bổng, tưởng tượng ra những giải pháp, phát minh ra ý tưởng, thì nhóm S cảm giác lại dựa vào những dữ kiện thu thập được từ các giác quan xung quanh, sensing mà, để mà đưa ra quyết định và hành động. Nhóm S dường như là tin vào những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, tai chạm hơn là những điều viển vông có vẻ như vậy mà nhóm người N thường hướng tới. Cặp đôi thinking và feeling thì chính cái tên cũng đã nói lên nhiều định nghĩa. Nhóm thinking ưu tiên sự hợp lý và lý trí, trong khi nhóm F dù có chuyện vô lý nhưng mà một khi trái tim họ đã thôi thúc và mách bảo thì họ sẽ chọn lắng nghe trái tim hơn. Cặp đôi judging và perceiving. Đặc điểm của judging là phán đoán, năng lực tổ chức, sắp xếp và quản lý, kiểm soát, nên họ cũng có xu hướng can thiệp vào hành vi cũng như là thói quen của người khác nếu họ thấy những điều đó gây xáo trộn sự dàn xếp của họ. Ngược lại, perceiving lại thiên hướng, chừng nào tới thì tính.
ảnh hưởng tới họ thì họ mới phản kháng và có phương án xử lý nhanh gọn, rốt ráo, thông minh. Trở lại với bản tổng kết kết quả trắc nghiệm bên trên, có thể thấy mình trội ở I, N, T và cân bằng ở J, P. Kết luận vui có thể là trực giác và nội tâm mạnh mẽ nên đôi lúc xa rời thực tế, đầu óc cứ ngao du miền tưởng tượng, đôi khi khả năng giao du kết nối tốt và kết nối với thiên nhiên. Bốn cái T, mình có bốn cái T thì mình nghĩ nhiều thì không có gì phải lạ rồi, nó maximum rồi. Và mình cân bằng giữa quản lý, sắp xếp cũng như biết tận hưởng khoảnh khắc hiện tại và linh hoạt ứng biến. Mình biết feel with the beast. Và mình không cảm xúc, really interesting. Đối với phần giới thiệu cuốn sách MBTI này, mình sẽ có thêm 4 tập nữa nói về các tính cách cụ thể mà mình đã nêu trong video này. Hy vọng độc giả sẽ tìm thấy bản thân đâu đó trong những tính cách ấy và sẽ tìm đọc cuốn sách này với một cách vui vẻ và đầy thích thú. Nhân tiện khi chụp bìa sách, mình có lỡ che ngón tay cái này đúng loại tính cách của hai tác giả luôn. Thật là trùng hợp. Hai vị này đều có tính cách hướng nội và có sự bù trừ cho nhau với hai năng lực đối nghịch là J và P. Có thể vì vậy mà họ vừa tâm đầu ý hợp, vừa bổ trợ ý tưởng cho nhau với hai góc nhìn đối lập.